Xin chào mừng tất cả mọi người trở lại với VADP Vlog. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về lợi ích của việc học tranh biện đối với các bạn học sinh. Đầu tiên, chúng ta đều biết tranh biện là một bộ môn rất mới ở Việt Nam. Vì vậy, có thể nhiều người chưa biết đến tất cả những lợi ích của việc học tranh biện đối với các bạn học sinh hiện nay. Lợi ích đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là về tư duy phản biện. Vậy tư duy phản biện là gì? Tại sao lại quan trọng với các bạn học sinh hiện nay như vậy? Tư duy phản biện là bộ kỹ năng tư duy độc lập mà từ đấy các bạn học sinh khi tiếp nhận các thông tin, các bạn sẽ tiếp nhận thông tin một cách chủ động hơn, biết cách đặt lại câu hỏi một cách chủ động thay vì thụ động nhận thông tin như trước đây, và đồng thời cũng giúp các bạn học sinh có thể chủ động đặt ra các câu hỏi trong việc học tập và ghi chép bài vở của mình. Bên cạnh tư duy phản biện, các bạn học sinh cũng sẽ được tiếp cận bộ kiến thức chuyên ngành liên quan và đa dạng từ các ngành nghề, từ chính trị, lịch sử cho đến thể thao, kinh tế. Việc tiếp cận với nguồn thông tin cũng như là các kiến thức chuyên ngành này sẽ giúp cho các bạn học sinh có thêm nhiều kiến thức nền tảng. Bên cạnh kiến thức chuyên môn và tư duy phản biện thì tranh biện cũng đồng thời giúp các bạn học sinh tự tin nói trước đám đông. Việc học sinh được dạy cách để tự tin nói trước đám đông sẽ giúp các bạn phát triển cả về kỹ năng nói, kỹ năng đứng, kỹ năng thể hiện, kỹ năng thuyết trình, đồng thời giúp các bạn phát triển khả năng lãnh đạo của bản thân mình. Đây là một bộ kỹ năng vô cùng cần thiết đối với những nhà lãnh đạo của thế kỷ 21. Bên cạnh những kỹ năng mà chúng tôi vừa nêu, thì một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng nữa cũng sẽ được bổ sung cho các bạn học sinh, đó chính là kỹ năng làm việc nhóm. Trong tranh biện, các bạn học sinh sẽ được học cách làm việc với những nhóm 2 người hoặc nhóm 3 người để từ đấy các bạn có thể phát triển một hệ thống lập điểm tốt nhất cho đội mình trong trận đấu tranh biện. Việc các bạn học cách làm việc với những tính cách khác nhau, những con người khác nhau sẽ giúp các bạn học được một điều trong tranh biện. Chúng ta đề cao vấn đề về luận điểm, chứ chúng ta không tranh luận về vấn đề cá nhân. Từ đó, các bạn học sinh sẽ học được cách bỏ cái tôi cá nhân xuống và tập trung cho mục tiêu cao nhất của toàn đội, đó chính là xây dựng hệ thống luận điểm tranh biện để từ đấy giành chiến thắng. Bên cạnh những bộ kỹ năng vô cùng cần thiết để phát triển cho công dân toàn cầu thế kỷ 21, chúng tôi tin rằng một lợi ích nữa mà tranh biện mang lại khi các bạn học sinh tham gia bộ môn này, đó chính là phát triển cho bản thân mình một CV tranh biện. CV tranh biện là một điều sẽ hỗ trợ các bạn rất nhiều trong quá trình apply du học sau này. Đầu tiên, khi tham gia các cuộc thi tranh biện, các bạn đạt các thành tích xuất sắc, từ đó sẽ giúp cho các bạn phát triển CV về học thuật. Bên cạnh CV về học thuật, các bạn đồng thời cũng có thể tham gia tổ chức các cuộc thi, tổ chức các trại hè tranh biện để từ đấy phát triển các cái CV hoạt động xã hội của bản thân mình. Và đó là những lợi ích của các bạn học sinh có thể nhận được khi các bạn tham gia và đến với bộ môn tranh biện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hy vọng sẽ gặp lại các bạn ở các số VADP Vlog lần sau.